Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn không phải là thứ hai, nhưng lại là Monday đây. Mình tên là Nguyễn Đức Hiệu. Mình vừa thi chương trình ABS xong. Vì sao em chọn con đường xuất khẩu lao động? Em chọn con đường xuất khẩu lao động bởi vì em muốn đi Hàn Quốc để học hỏi văn hóa, cũng như là tìm hiểu về con người đất nước của Hàn Quốc, cũng như là muốn kiếm tiền để sau này về phụ giúp gia đình và tìm công việc ở công ty lớn ở Hàn Quốc. Thì chị biết hình như là anh em đã từng đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc rồi đúng không? Dạ vâng, anh em cũng đã từng đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc 5 năm. Trải nghiệm của anh em nó có phải là tấm gương về mục đích mà mình muốn hướng tới của anh mình không? Vâng, anh em đi về 5 năm thì cũng có kể về con người đất nước của Hàn Quốc. Và đó cũng là cái động lực để cho em đăng ký thi. Và vừa rồi em đã thi xong vòng 2 của IBS rất thành công. Thì nói một chút xíu về kỳ thi, thì trong lúc mà thi như vậy thì em thấy lúc không thi nào là khó khăn cho em? Theo em thấy thì như mỗi năm thì chỉ thi một lần, nhưng mà năm nay thì thi đến 2 lần, thành ra là thi vòng 1 thì nó sẽ khó khăn hơn. Nếu mình đậu vòng 1 thì mình có thể thi vòng 2, còn không đậu vòng 1 thì tập tập tập. Trong với phần thi vòng 1 là có phần làm về bài nghe và bài trắc nghiệm, thì mình thấy cái phần nào là khó? Theo em thấy thì phần nghe cũng hơi dễ nghe, nhưng mà phần đọc thì có những cấu trúc ngữ pháp. Nếu mình không ôn từ vựng và học thuộc cấu trúc ngữ pháp thì làm sẽ rất là khó. Thì vậy cái thời gian học tiếng Hàn của em thì đã bao lâu rồi? Thời gian học tiếng Hàn của em là khoảng được 1 năm rồi ạ. Cái điểm thi của em trong cái đợt thi vừa rồi là bao nhiêu? Dạ, vòng 1 vừa rồi em thi được 165 điểm. Khi mà bước vào phòng thi vòng 2 thì em thấy có những cái gì mình cần lưu ý? Vòng 2 mình cần lưu ý là ôn về những tay nghề, phỏng vấn thể lực, cũng như là phỏng vấn về trả lời tiếng Hàn. Mình phải luyện nghe và trả lời một cách rất là trôi chảy. Rồi trong quá trình mình học năm như vậy, sau đó mình mới được thi, thì em có thấy khoảng thời gian chờ đó nó có lâu không? Và em có nản gì không? Em thấy khoảng thời gian cũng lâu, nhưng mà nghĩ đến sau này mình có thể đi Hàn Quốc thì những cái nản đó không còn nữa. Và em nghĩ là thời gian mà mình học trong vòng 1 năm như vậy thì nó đã đủ kiến thức để cho mình tự tin tham gia kỳ thi chưa? Hay là em nghĩ là mình học nên học ngắn hơn hay nên học dài? Em nghĩ khoảng thời gian 4 tháng học và 2 tháng ôn đó, thì nếu mà mình ôn, học và chăm chỉ thì có thể thi kỳ thi này tốt. Rồi quay lại một phần hồ sơ một chút xíu, bởi vì chị thấy rằng là có rất là nhiều bạn gặp khó khăn trong cái quá trình mà các bạn nộp hồ sơ và điều chỉnh hồ sơ về, thì thường là lý do gì mà các bạn hay mắc phải? Về cái quá trình làm hồ sơ á, thì có người có thể là do chụp ảnh viên không phải là người trắng, không phải kích cỡ 3x5 hoặc là 4x5, hoặc là có vấn đề về số hộ chiếu, tên, tuổi, nơi ở chẳng hạn, thì có thể bị trả hồ sơ lại. Rồi, khi mà mình đăng ký hồ sơ thành công rồi, làm sao để mình có thể theo dõi cái kết quả hồ sơ của mình? Nếu mà mình muốn theo dõi kết quả tiến trình hồ sơ của mình thì mình lên trang web ibs.go.kr, xem lên xem tiến trình hồ sơ của mình á, thì mình dùng số danh thi và số hộ chiếu hoặc là chứng minh nhân dân để mình đăng ký tài khoản, để mình theo dõi tiến trình hồ sơ của mình được gửi qua bên công ty bên Hàn Quốc. Qua 2 vòng, vòng 1 và vòng 2, sau khi đi vòng 2 xong thì mình cảm thấy là nó cũng không quá khó khăn với mình. Thì em có lời khuyên dành gì dành cho các bạn khi tham gia chương trình này không? Nếu muốn tham gia chương trình này thì các bạn phải có một khoảng thời gian chờ khá là lâu, nhưng mà các bạn cũng đừng có nản chí quá. Sau này nếu mà qua bên đó thì mình có thể làm công việc ổn định hơn. Còn nếu mà các bạn muốn tham gia kỳ thi này thì các bạn phải chuẩn bị kiến thức và cấu trúc ngữ pháp, tư vấn thật tốt để và nghe tốt để tham gia kỳ thi này, và thể lực. Thể lực là thi gì nó rõ hơn được ạ? Theo như vòng 2 em thi thể lực là kiểm tra lực của cơ tay và cơ bụng, thì mình chuyên tập thể thao lên thì sẽ tốt hơn. Cô Ly hỏi em có cơ bụng không? Dạ em có cơ bụng, nhưng mà tám muối vô thành một trái rồi. Xin chào các bạn.